chồng chết sau cơn lốc xoáy kinh hoàng, vợ không đủ tiền thuê kèn trống đưa tang. Hai vợ chồng đi làm cùng ca, nhưng chỉ sau một trận dông lốc, người con người mất, gia cảnh nghèo khó khiến người vợ không đủ tiền thuê kèn trống đưa tang chồng. Gần một ngày sau khi trận dông lốc quét qua, người dân xã Minh Quang, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc vẫn chưa hết bàng hoàng, sợ hãi. Họ chưa từng chứng kiến cơn lốc xoáy nào kinh hoàng đến thế. Chỉ trong 5 phút, toàn bộ gần 7.000 m2 nhà xưởng của công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Kiều Thi bị cuốn phăng, 3 người chết và 18 người bị thương. Từ tối qua, không khí tang thương bao trùm căn nhà nhỏ của gia đình anh Lục Văn Long, sinh năm 1972, ở thôn Lưu Quang, xã Minh Quang, huyện Tam Đảo. Anh Long là một trong 3 công nhân không may thiệt mạng trong vụ sập nhà xưởng. Đám tang anh Long trong sáng nay không tiếng kèn trống, chỉ có những tiếng khóc nghẹn trước sự ra đi của người đàn ông trụ cột trong gia đình. Một người thân của gia đình anh Long cho biết, sự việc xảy ra bất ngờ khiến gia đình nghèo trở nên khó khăn hơn, gánh nặng đè lên vai người vợ khi gia đình mất đi trụ cột. Gia đình khó khăn nên anh em, họ hàng phải xuống vào giúp đỡ, mỗi người góp một ít để tổ chức lễ viếng. Trong nhà không còn đồng nào, đến kèn trống cũng không có tiền để mà thuê, người nhà anh Long ngậm ngùi chia sẻ. Ngồi bên linh cữu chồng, chị Diệp Thị Liêu mắt đỏ hoe sau một đêm thức trắng đón thi thể chồng về nhà. Hôm qua, hai vợ chồng chị làm cùng ca, vậy mà đến hôm nay người còn, người mãi mãi ra đi. Lúc đó chúng tôi đang nghỉ ăn giữa ca thì nghe tiếng hét thất thanh, và chỉ vài giây sau mái tôn phía trên đầu tôi tốc lên từng mảng. Tôi cùng vài người công nhân khác vội tìm khe trống để chui vào. Nhà xưởng sau đó đổ rạp xuống và mọi thứ bị gió cuốn tung lên. Tôi bị một mảnh tôn nhọn đâm vào bắp chân khiến chảy máu. Những người không kịp tìm chỗ trú đều bị mảnh tôn rơi trúng đầu. Khi gió lốc đi qua, tôi mở mắt ra thấy chân sưng phù và đau nhói khiến tôi không cử động được. Sau đó, tôi chết lặng khi nghe tin báo chồng thiệt mạng trong trận gió lốc, chị Liêu nói trong nước mắt. Còn trong ngôi nhà nhỏ ở thôn Thanh Lanh, xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, hai đứa con chị Lê Thị Hà, sinh năm 1978, vẫn chưa tin rằng mẹ mình đã mất sau trận mưa gió lớn tối qua. Đứng trước linh cữu của vợ, chồng chị Hà khuôn mặt buồn bã cúi gằm xuống đất để giấu đi những giọt nước mắt. Bên cạnh, những người thân cũng không cầm được nước mắt trước sự ra đi quá bất ngờ của chị Hà. Còn mẹ chị liên tục khóc than với những tiếng gọi xé lòng, Hà ơi, con tỉnh dậy đi. Ông Lưu Quang Vĩnh, bác ruột của chị Hà buồn bã cho biết, chị Hà là người chịu khó, chăm chỉ làm lụng. Dù bận việc gia đình, nhưng chị vẫn tranh thủ đi làm công nhân xưởng gỗ gần nhà để nuôi con ăn học. Không ngờ sự việc đau lòng này xảy ra. Các con của cháu Hà đang tuổi trưởng thành, cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng gia đình luôn hạnh phúc, thương yêu nhau. Vậy mà chỉ trong một buổi chiều định mệnh, chồng mất vợ, con mất mẹ, ông Vĩnh đau đớn nói. Khoảng 18 giờ ngày 10 tháng 6, xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, xảy ra dông lốc, mưa lớn làm xưởng gỗ gần 7.000 m2 của công ty Kiều Thi bị tốc mái, sập hoàn toàn. Lúc này trong xưởng có hơn 100 công nhân đang làm việc, hầu hết công nhân thoát ra ngoài, một số người chạy không kịp nên gặp nạn. Trận cuồng phong khiến 3 người chết, 18 người bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng. Video, hiện trường lốc xoáy cuốn phăng xưởng gỗ, hơn 20 người thương vong.